Ý ý bài, liều liều thiên, ngày 166 hãy nghe và nhắc lại cách nói Sau đó đi ăn lẩu Rán hậu Rán Chịu Rán 然后去吃火锅。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Một hai câu thôi. Y lẻng ở Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, ừ, hóa ra là vậy. Ồ, oh chat đi. Hạ Phiền, phiền phức. Má phản. Đồ ngọt, chủ yếu chỉ đồ điểm tâm ngọt. Thiến phỉn. Mở một công ty du lịch hãy tra l Trước tiên nên tiếng Việt học tốt đã rồi nói. Xin bà v 好了再说。đại khái khoảng mấy giờ？大概几点？ chị ấy gọi mình tối cùng đi siêu thị.他叫我晚上一起去超市。từ <tình> khi vừa bắt đầu thì đã học như vậy rồi.从一开始就这样学了。vừa <tình> học vừa sử dụng。 一边学习一边使用。呃基督察过程。住学校宿舍。三厢房。整理房间。恋爱观为家年。微信联系。 không khác gặp. Cải thiên triển. Đi giày cao gót không dễ đi lại. Trang cao gân xía khó dấu. Mỏi chân thật. Trên lầy chảo. Mình đi thôi, với nghĩa chúng ta đi thôi. Dám mình dầu bà, Thời tiết mát mẻ, Thiên tiết lạnh khỏe, rất hợp đấy. Mắn khứa xử đó, mua xong đồ trước, xem mày bán thứ gì, sau đó đi, rồi sau đó đi.